Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Khánh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Khánh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về cách điều chỉnh luân xa tim và sống với tình yêu thương. Tình yêu là năng lượng mạnh mẽ nhất. Luân xa tim còn được gọi là luân xa Anahata, thần chú là Jam, nguyên tố khí. Luân xa tim nằm dọc theo cột sống trong khoang ngực, đó là luân xa trung tâm, kết nối tim và tuyến ức, hệ thống hô hấp và miễn dịch. Luân xa trái tim là luân xa thứ tư trong số 7 luân xa của bạn. Sức mạnh của tình yêu và cách cân bằng luân xa tim của bạn sẽ tác động rất tích cực đối với đời sống vật chất và đời sống tâm linh của bạn. Luân xa tim còn được gọi là Anahata trong tiếng Phạn, liên kết các luân xa dưới, rễ, xương cùng và đám rối thần kinh mặt trời với các luân xa trên, cổ họng, con mắt thứ ba và luân xa vương miệng ở đỉnh đầu. Trái tim là nơi gặp gỡ giữa cơ thể và trí óc, giữa vật chất và năng lượng, bên trên và bên dưới, cái nhìn thấy và cái không nhìn thấy. Nó nằm ở trung tâm của lồng ngực. Trái tim năng lượng này cân bằng cơ thể và tâm trí. Điều đẹp nhất và sức mạnh nhất của năng lượng đó là tình yêu. Tình yêu vô điều kiện, sự vị tha, chia sẻ, nhân ái, tha thứ, độ lượng và biết ơn. Chính nhờ yêu bản thân mà bạn hoàn toàn có thể yêu người khác. Bằng cách lắng nghe cơ thể, con người sâu sắc nhất của bạn và nuôi dưỡng tình yêu đối với bản thân và những gì cơ thể cảm nhận, bạn đạt được sự bình yên trong trái tim mình. Luân xa tim cũng làm dịu nỗi buồn và tất cả những đau buồn tích lũy trong cuộc sống của bạn. Và nếu như luân xa trái tim của bạn bị mất cân bằng, thì đây là một số dấu hiệu bạn có thể nhận biết. Khó khăn khi yêu. Bạn cảm thấy dễ bị tổn thương. Bạn có thể chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình sau những nhu cầu của người khác và quên đi bản thân. Bạn có nhu cầu quá mức để cảm thấy được yêu thương. Bạn cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Bạn cảm thấy bị phản bội, lạm dụng, bị bỏ rơi, bị từ chối hoặc bị ngược đãi. Điều này sẽ khiến bạn thu mình lại để tránh thêm đau khổ và tránh cảm giác bị tổn thương đối với trái tim và tâm hồn của bạn. Chính thông qua việc rút lui vào bản thân mà luân xa tim bị tắc nghẽn. Vậy thì làm thế nào để cân bằng luân xa tim của bạn? Hãy hít thở sâu trong khi mở rộng lồng ngực, cảm nhận trái tim của bạn và kết nối lại với nội tâm của bạn. Hãy cảm nhận tình yêu của bản thân, lòng trắc ẩn, sự dịu dàng, như thể bạn đang nhìn một đứa trẻ. Hãy tin tưởng vào chính mình. Hãy tận hưởng những chiến thắng của bạn, ngay cả những chiến thắng nhỏ bé. Hãy tự chúc mừng, khuyến khích bản thân, tự khen mình. Hãy đón nhận mọi thứ khi chúng đến. Hãy nhẹ nhàng và tử tế với bản thân, giống như cách bạn làm với người bạn thân nhất của mình. Nhìn mình trong gương với tình yêu và tự mỉm cười với chính mình. Bạn cũng có thể ăn thực phẩm màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây là năng lượng và nuôi dưỡng luân xa tim của bạn. Bằng cách mặc quần áo màu xanh lá cây, bạn đang bao quanh mình bằng sức mạnh của luân xa màu xanh lá cây. Điều này cũng tương tự khi bạn đi dạo trong những không gian xanh như rừng cây, công viên hay một vùng nông thôn. Hãy cảm nhận năng lượng đáng yêu này xung quanh bạn. Hãy chào mừng nó và để nó ngự trị trong bạn. Bạn có thể dùng những lời khẳng định tích cực sau đây để khơi gợi những năng lượng tốt đẹp từ luân xa tim của bạn và giúp cân bằng năng lượng tại đây. Tôi cảm ơn vì sức khỏe tốt của tôi.
Vì tôi có một mái nhà che mưa che nắng cho tôi. Vì tôi đã ăn ngon. Vì hôm nay tôi đã mỉm cười. Tôi cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi. Cảm ơn vì tôi đang học cách yêu bản thân, cởi mở và tin tưởng vào bản thân mình. Hãy thông cảm và rộng lượng mà không mong đợi được đáp lại. Hãy nhận biết vết thương lòng của bạn và tự an ủi bản thân như khi còn nhỏ. Hãy trấn an bản thân bằng sự dịu dàng và tử tế. Bạn là người quan trọng nhất trong đời bạn. Hãy yêu bản thân, tôn trọng bản thân và mở rộng trái tim với cuộc sống. Thoát khỏi đau khổ của bạn trong nhận thức. Hãy nhìn cuộc sống của bạn như thể đó là một câu đố lớn hoặc một vở kịch. Mỗi người đều có vai trò riêng và thực tế của riêng họ. Cuộc sống của bạn không ngừng phát triển. Bạn đang thay đổi. Hãy nuôi dưỡng bản thân bằng những kinh nghiệm trong quá khứ. Người đã làm tổn thương bạn hoặc ủng hộ bạn là một phần trong cuộc sống của bạn và thuộc về những gì bạn đã trải qua, về những gì bạn đã trở thành. Hãy yêu bản thân vô điều kiện và làm điều tương tự cho người khác, cho thế giới, cho toàn vũ trụ. Bạn hãy lặp lại câu thần chú sau đây. Tôi yêu bạn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi cảm ơn bạn. Và câu thần chú: tôi chấp nhận bản thân và yêu bản thân mình bằng cả trái tim. Tôi xứng đáng được yêu thương và tôi tha thứ cho tất cả những ai đã làm tổn thương tôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiền luân xa tim. Hãy thở sâu, cảm nhận không khí đi vào phổi và khoang ngực của bạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn được bao quanh bởi một hào quang ánh sáng xanh. Hít thở trong khi cảm thấy lồng ngực của bạn mở ra. Hãy đặt tay lên luân xa tim và cảm thấy yêu bản thân. Hãy cảm nhận một ánh sáng xanh chiếu sáng bạn từ bên trong. Chấp nhận bản thân như bạn vốn có. Trái tim bạn nhẹ nhàng. Hãy lấp đầy trái tim bạn bằng tình yêu dành cho chính mình. Hãy cảm nhận tình yêu với tình yêu vô điều kiện và cân bằng. Cảm nhận sự cân bằng hoàn hảo giữa cho và nhận. Với mỗi hơi thở, bạn hít vào và thở ra. Đó là ánh sáng của tình yêu ngày càng tràn ngập cơ thể và trái tim bạn. Tình yêu này chữa lành mọi vết thương. Tình yêu mang lại hòa bình và hòa hợp. Cuộc sống đầy những thông điệp dẫn dắt chúng ta đi đúng đường. Bạn chỉ cần học cách quan sát xung quanh bạn bằng đôi mắt của trái tim. Khi bạn có thể nghe thấy trái tim của mình, bỏ qua một bên những tiếng động tinh thần không cho phép bạn tiến lên phía trước, năng lượng của bạn chảy một cách hài hòa, tạo ra một cuộc sống hạnh phúc mà bạn muốn từ tần suất mà trái tim bạn phát ra. Và khi trái tim bạn rộng mở, tình yêu xuất hiện trong tất cả mọi thứ. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và những nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn có thể like fanpage Screen Flame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Ở đó Quốc Anh sẽ có những buổi live stream trực tiếp tương tác với tất cả các bạn. Và các bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp với Quốc Anh. Ngoài ra các bạn có thể gửi mail về hộp thư saohealing777a@gmail.com. Các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện mối quan hệ linh hồn song sinh của các bạn và tất cả những điều khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Quốc Anh rất trân trọng những cảm xúc từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.